giang biên, Doanh Ngân lai làng Nguyệt lầu lầu sáng dạng Nam Minh. Thủy phủ Động Đinh ngài con vua, Thủy phủ Động Đinh đệ tam hoàng thái tử giáng sinh xuống đền rồng. Đức gồm vẹn thì thông minh hòa mạc, bẩm mê sinh thành tư chất dòng nhan, cung thỉnh mời thái tử đệ tam phụng nghinh quán cổ tòa lãnh giang uy hùng. Đức gồm vẹn thông minh hòa mạc, bẩm mê sinh thành tư chất dòng nhan, thỉnh mời thái tử đệ tam phi phương diệt mạo hồng nhan, khác nhường hằng tâu đôi thiên đường. Thủy phủ hằng tâu đôi ngôi thiên đường, Thủy phủ chức võ thần, chấn thủ tòa lãnh giang nhân khi nhàn hạ ngai vang tuần du, kiểm soát cõi phàm trần thế gian mai thuyền lan xuôi dòng. Xích bích nhang dâng một chuyện tấu đức vương
tăng quan. Tấu đức tam phủ vương quan thần đệ tử, tiến bản văn đan dẫn sở tích đệ tam thái tử văn thần cẩm tu võ tổng lược thao võ tổng lược thao bẩm dung uy diện mạo hồng uy ngôn trung trinh tài cao quan cổ trải giang khê lên ngàn xuống bể lãnh giang tư tòa quy điện dành làm đền thờ quan tan tia kiệu bạc ngai vàng long môn hổ bản thạch ban vẫn còn đi hoa tức thì ra lâu đài điện các đem quân về dưới thủy quốc một khi có phen lấy ngọc lưu ly đùng đùng dâng nước phép mê không ai đang
qua đại giang, sông Thao cùng sông Cả. Đem quân về, Bạch Hạc nghỉ ngơi. Thuyền dòng sắp mai chèo bơi dọc ngang đèn nề. Tuần lãnh là nơi ngỡ Giang Ngự Khê. Trấn Giang Khê lên xuống bể lãnh giang tơ. Quốc sử vẫn còn ghi ngôi đền lồng lộng sánh càn